Rồi để luôn nè. Xin chào tất cả anh em đến kênh Ngự Bình Vlog. Thì hôm nay buổi trưa nè, buổi trưa thì có hai em cũng gần chỗ mình nha anh em, cũng khúc ở trên Tâm Bình nha, xuống mình cũng gần nha. Hai ông xuống quay clip nè anh em. Ủa hai em ở Tâm Bình khúc nào? Có qua cầu do hay gần chợ Tâm Bình? Gần chợ Tâm Bình anh em ơi. Hồi chắc là ổng đi đường bọc đầy về nghe anh em. Đó. Chỗ này đi hai chiếc xe nè. Đây một chiếc hai chiếc Asama hay Sunsu hả? Chiếc Sunsu đúng không? Sunsu em, Sunsu với bên đây một chiếc Asama nè. Gì vậy? Chấm hỏi. Từ từ. Ai đứng xích vào cái hành cái này đi. Ai nói nghe cái gì tâm linh chẳng thế đó. Để mình né cái hành này nghe anh em. Mình mới nghe cái gì cái tiếng động gì rất là lạ anh em. Mình thấy cái mùi tâm linh đó. Tâm linh không được đâu. Không đứng né qua đây có gì cái gì rớt cầu thang xuống đây, không giờ rớt qua đây. Ok rồi. Vậy ta. Khoảng cách an toàn rồi đó anh em. Hay làm gì mà anh? Làm gì á? Không có. Hết cảm giác luôn hả? Sao hết cảm giác nổi? Lạnh như vậy? Không biết chào luôn. Rồi. Toàn luôn. Trời ơi. Này tâm linh này, hết đau luôn rồi. Bóng mày, bóng lên. Nói gì bóng luôn. Trời ơi, hết đau luôn hả? Không biết đau luôn. Rồi, vậy là mình nghĩ sắp tới công chuyện nha anh em. Để em review hai chiếc xe này, coi hai em mày độ những món gì nha anh em. Hai chiếc này cũng độ xuyên xương nha anh em. Đi bên đây đi combo cũng có combo nhỏ nha. Bên đó thì đi có đi một cái bánh bánh nó nhiêu quát nè. Một ca Philip. Bên này dàn trước thì cũng zin nè. Zin, có thắng một cái thắng của cái của thắng của xe máy nè. Đó. Phục hạ ti các kiểu luôn. Xịn nó chạy dân nậu cổ. Để quay mấy lưng của ông này thử ơi. Đâu em quay lưng cho lưng thử ơi. Ờ bên đây không có nè. Bên đây không có. Kìa. Cái đầu kìa. Cái đầu luôn nuôi cát luôn kìa. Đi chế độ là bị vậy nha anh em. Chiếc ông này nhìn là biết chiếc nào chú xe thôi mà đó. Chiếc này không có về nè, chiếc này thì có yên để che đỡ hơn nha. Hai em này mình thấy đi chung bo THK nè. THK 2000W. Đó. Hình như nãy có ông nào là bài đề gì nữa. Chiếc này 7 bình hả? Chiếc này đi 7 bình anh em. 7 bình. Sườn hạ lùng các kiểu luôn. Sao thấy có nhiều ông mà không gắn hai ốc cái này ta? Ủa sao không gắn hai ốc cái này ta? Cái đó qua nhẹ kìa. Thấy con nhảy xe hả? Tháo chạy vô bay vô dữ anh em ơi. Yên của Hà Tùng nha anh em. Bo tới ca này có làm bài đề gì không? Xe này em này chắc cũng độ xuyên xương nha anh em. Chỉ cái này ví dụ dán zin đúng không? Anh em chỉ độ lên cục bo nè. Lên cục bo với ba cái bình nữa, thêm ba cái bình với cục bo. Còn mấy dàn trước thì để zin mình hạ xuống các kiểu nha anh em. Chiếc này độ cũng nhẹ nhẹ nha. Còn bánh sau thì em nãy nói lỗi 6 cộng đúng không? Lỗi hình như là lỗi 6 cộng nha. Nãy mình nghe em nói lỗi 6 cộng. Cô đi lên gì lỗi 800W này nè. Cái này là những bài độ nhẹ cho anh em tham khảo luôn nha. Hồi nãy thấy chạy cũng mướt lắm. Lần trước mình kêu mấy ổng test thử cho anh em coi nha. À chiếc xe này em đổ hết cả nhiêu tiền đó. Chụp bản tin. Chơi kìa. Chụp bản tin kìa. À chiếc xe của em làm hết chi phí cả bao nhiêu tiền ta? Lên ba cái bình với cục bo THK. Bo THK cũng năm xì mấy ha. Không bo như làm nó rẻ như nó cũng bo mới làm nó rẻ. Trăm mấy à. À, nói chung là bo mô mới thì nó cỡ 500 mấy anh em. Chỉ 7 cái bình đó. Nói chung chắc cũng đâu đó cũng mấy hai cũ à. Ba bình mới thấy cũng cũ mấy anh em, hay cục sạc nữa. Đó. Bài nhẹ cỡ hai cũ nha. Ủa em bị lỗi 6 cộng đúng không? Để em này quay test bánh thử cho anh em nghe tiếng thử nha.
Thế là coi ai dưới này nha. Bánh này là em để bánh dinh đúng không? Chị Thống. Chị Thống luôn hả? Chị Thống rồi anh em ơi. Cái gì? Cũng ổn anh em được nha. Không có bị gầm gừ nha. Đó, tới chiếc ông bên đây thử nè. Chiếc này thì bánh bự hơn nha. Cũng đi 7 bình luôn. Chuyện trước thì cũng viên. Đó. Xuân su. Hạ ti anh em. Hai chiếc của Hạ Ti vô nha. 7 bình. Bò tới cả có làm bài đề đúng không phải không? Dạ. Bò này em nói có làm bài đề anh em. Đó, bài đề. Cà cực bình treo cũng một cái cọng di động anh em. Không biết nó dính không nữa nha. Cái đó nó bị xích cái cọc luôn em, hàng chì chơi đã. Xích cái cọc luôn hả? Thôi rồi, em chạy hơi rớt cái cọc ngoài luôn anh em ơi. Vậy với cái hai bình mới luôn anh em ơi. Bò THK. Bánh này bánh không biết bao nhiêu cộng ha. 15 cộng. 15 cộng. Nhưng mà từ nó còn thua từ Vin từ có mấy bánh 350 quá. Kìa. Từ này có 2 sang 7 rồi, nhưng mà đề vẫn mạnh. Đề mạnh đúng không? Không, nó nhờ cái hoành 12 anh em. Cái hoành motor nó bự hơn á. Cái bánh nó lớn hơn nha. Anh em thấy cái hoành nó nhỏ nhỏ mà được cái hoành bự ra, nó buộc lại sức lại nha. Đó. Sườn son su nè. Một cái gắn nữa kìa. Đó, để kêu em này test thử cho anh em xem như thế nào nha. Đó. Im gu luôn. Rồi bây giờ tới màn test xe thử anh em. Chỗ này có nhiều chỗ đốt lốp cho anh em khá là hấp dẫn luôn á. Ê trên nó lộ nhựa để nổi không hay là mình qua xích bếm ở đây mình đợi? Nào cũng được, cũng được đó. Nào để được hai game nội. Ê hay là bây giờ đốt lốp chứ cái mình đợi. Rồi. Tự chiếc nha, tự chiếc nha. Chiếc hôm này trước đi. Số chậm anh em ơi. Rồi. Cũng kiểu ế nha em, mà tua nó hơi chậm nha. Tới chiếc ông này chắc mình nghĩ khó nhiều hơn á. Ôi, ê, hình như cái lúc mà quay càng lên càng nhiều nó càng khó nhiều hay sao á. Rồi bây giờ để chỉnh test thử như thế nào nha anh em. Kìa, chạy chấm hỏi. Ê, chạy lên sắp tôi giữ. Rồi anh em cùng heo ơi, chăng mà đi lên đây coi thử nha anh em. Tới một chuyện rồi, có điện trụ xình đó nha. Để đi điều này tắt lên anh em ơi. Gồng quá anh em ơi, đi này đi. Để chặt nữa. Được nhông nội. Cái này nè, chú vô mày, chừng chừng chắc được á. Hết tiền rồi. Bữa rồi. Rồi lỡ rồi. Chắc với em này thấy dư anh em ơi. Ồ chiếc này mướt anh em ơi. Ồ nước gì vậy? Ồ ok. Chiếc này mướt nha. Rồi đề luôn nè. Đề ngắn khối không kìa. Dạ. Rồi tới hôm nay ơi. Gì không nổi. Rồi ngồi luôn rồi, nó xé hết nổi luôn rồi. Đề gì nữa. Rồi nè. Rồi đề đó luôn rồi. Rồi luôn, xong luôn. Rồi xong cái xà bông rồi em ơi. Ai xe này hết điện rồi. Oh shit. Ôi giời, chiếc này hết điện rồi anh em ơi. Chỉ còn chiếc của em này còn điện thôi nha. Tính vừa xe bánh vừa bảo đậu gì không nội. Chiếc mình không làm được gì trơn á, chỉ yếu như là mình nổi. Kìa. Cái này là chỉ đủ đi học thôi, chỉ đủ làm màu. Chiếc em kia hết điện anh em ơi. Chiếc em kia là hết đề được luôn nha. Rồi. Cho mấy ông này chờ điện hồi mấy ông về anh em ơi. Nếu còn khoảng hết điện nha. Thôi chứ giờ điện vậy đi chứ để hết nổi rồi. Sao nhà em gần. Bữa nữa.
Ai có gì hồi kêu em kia kệ em ơi, sao em coi cái combo này mà nhanh thích điện hơn chiếc kia ta? Em nóng sạc, nóng giỏng sạc. Nóng sạc hả? Chứ này gì mà nhanh điện ha. Kết thúc clip luôn nha. Chắc mình xin được kết thúc clip này anh em ơi. Cho mấy em này chạy về nha, chắc mà ổng mới chạy đường tắt hay gì nè anh em. Có chiếc kia chạy đề cũng khá là ok á. Một tới ca nha. Ê em chạy xíu đây coi coi coi, coi bò em có bị nóng không? Để tham khảo thử cục bò có bị nóng nha anh em. Nãy mới đúp lốp cái lên đề mấy cái nè. Không nóng em ơi. Không nóng luôn á, bình thường luôn á. Không có ấm luôn nha. Khá ổn á. Rồi giờ hai ông kè nhau tèn tèn về từ từ được rồi. Ok. Đó, yeah. Cảm ơn anh em đã dành thời gian xem hết clip của mình. Anh em hãy hay nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ video ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt tất cả anh em, hẹn gặp anh em những clip sau nha. Rồi giờ cho hai ông đó kè nhau về nhà nha. Thấy không, anh em chỉ cốt hết điện phải kè nhau về nha anh em. Rồi tạm biệt anh em nha. Giờ cắm này trời khá mát anh em.